Xin chào các bạn ha. Mình đã tạo xong cái dòng suối cho cái tiểu cảnh của mình. Và nó có luôn cái tiếng róc rách của cái dòng nước chảy ha. Ở đây thì mình sử dụng cái bơm để bơm nước lên, là dùng cái bơm sử dụng cái nguồn USB. Nhưng mà mình thì mình lại không lấy nguồn USB sử dụng, mà mình sử dụng trực tiếp bằng năng lượng của ánh sáng mặt trời. Cái bơm đó là cái bơm này đây. Bơm chìm này đây, mình có thể thả vào trong nước được ha. Đó. Còn tấm pin để sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, mình sử dụng cái tấm này là lấy ở trong cái tấm pin sạc của cái đèn tích điện á. Đó. Nó sẽ cấp điện cho cái bơm của mình chạy vào ban ngày. Còn ban đêm thì mình sẽ sử dụng cái nguồn từ cái pin sạc dự phòng ha. Đó, và với cái thiết kế của mình như vậy á, thì nó rất là an toàn. Tại vì toàn là sử dụng điện một chiều không à. Mà cao lắm là tới 9V thôi. Nhưng rất an toàn về điện. Ban ngày hãy mà có hửng nắng lên chút xíu thì nó sẽ có cái nước nó chảy đây nè. Nước chảy rồi. Đó, hửng nắng lên xíu là có nước chảy thôi. Và với cái ánh sáng ở buổi sáng như thế này, tầm khoảng 8-9 giờ là nó có thể chạy mạnh như thế này rồi. Buổi trưa nó còn chạy mạnh hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha. Mọi chi tiết thì xin liên hệ đến Phong ở số điện thoại 0977788536. Xin chào các bạn ha.